Gì sao không biết. Nhưng mà con ơi ngoài thì xóa. Không biết có mà sao lại thì xóa. Nhớ đồ nhớ đồ quê. Ngoài cái ngoài cái ngoài cái xăng mà sao không mà thì xóa là con ơi con bé Mỹ à? Phở bé Mỹ không? Phở à? Phở bé Mỹ à? Phở con nuôi dê không? Cháu phở con nuôi dê không? Trời ơi. Ông biết đây không? Biết. Ở đây này. Con Phốp à? Đây là con Phốp à? Còn nàng lớn đây. Nàng lớn này. Nàng lớn là con này à? Nàng lớn này là con này à? Ông nhớ cháu không? Ông nhớ ông nè nè. Hả? Nó lạ mà chưa trở được. Nó lạ rồi á. Nó lạ bao nhiêu? Bông cam chứ có tiền không trả đi. Tiền không có. Không có, mắc nợ mà sao không có tiền. Bây giờ không có tiền. Mắc nợ mà không có tiền. Tiền đâu? Tiền ông đã hết rồi. Tiền lấy là mất rồi. Lấy mà mất. Lấy trộm. Lấy trộm. Thì để thằng bố lấy vợ. Lấy trộm. Ồ, thiếu nợ bô ông cha mà ông không trỏ. Thế bô giờ trỏ. Dạ, không biết bô giờ trỏ không nhá. Bô giờ trỏ chứ mắc nợ gì lao chứ vậy. Bữa sau có tiền để dành lợi trỏ nha. Bữa sau con vô con gái đó. Thiếu nợ gì lâu lét không ừ. Lâu lét chứ ạ. Mà ông dò đồ tiền đâu ông trỏ. Thì giải à.